đường. Mình tên là Lê Quỳnh Linh, năm nay mình lên lớp 5. Ba từ để nói về mình là tự tin, ham học, hiểu khả, xếp bài cũ cho mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 11 phương pháp sinh trí nhớ. Và để mà giúp cho các bạn nhớ 11 phương pháp này được dễ dàng hơn thì mình đã sử dụng hai phương pháp sinh trí nhớ mà mình chuẩn bị chia sẻ cho tới đây. Thứ nhất là mind map. Thì mình đã vẽ ra một cái bản mind map như thế này. Và mind map sẽ sử dụng toàn não để ghi nhớ. Vì thế các bạn sẽ ghi nhớ được dễ dàng hơn và các bạn sẽ ghi nhớ được lâu hơn nữa. Thứ hai là hành trình. Hành trình thì mình đã sử dụng, mình đã gắn 11 phương pháp này vào trong bộ phận cơ thể của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thôi. Phương pháp đầu tiên là phương pháp liên kết. Với phương pháp này, các bạn sẽ sử dụng trí tưởng tượng để liên kết những thông tin lại với nhau hoặc là những hình ảnh lại với nhau. Ở đây mình có một ví dụ như sau. Hạt bi, khi mà nghe từ này, nghe từ này thì sẽ có hai âm, một âm là hạt và một âm là bi. Thì khi mà nghe ra cái từ này thì mình đã nghĩ ngay đến một câu chuyện như sau. Khi mùa hè đến, các anh chị em vừa về quê hạt lại với nhau chơi bắn bi rất là vui. Và chỉ cần một câu chuyện ngắn gọn như thế, các bạn có thể hiểu được nghĩa của từ hạt bi rồi đúng không? Tiếp theo là phương pháp điền chỗ trống. Với phương pháp này, các bạn sẽ điền thêm từ vào một chữ để ra một câu chuyện. Và nó sẽ thường được ứng dụng trong hóa học và toán học. Ở đây mình có một câu chuyện như sau. Để mà mình nhớ được đơn vị ra độ dài thì mình đã kể được câu chuyện như sau. Khuyến mãi hàng mới đừng á mẹ, để mẹ cứ mua mãi mãi. Phương pháp tiếp theo là phương pháp kể chuyện. Với phương pháp này, các bạn sẽ mã hóa chữ số và con số ra hình ảnh. Ở đây mình sẽ mã hóa cho các bạn diện tích của nước Pháp nha. Và đây là câu chuyện của mình. Những người nước Pháp có rất nhiều người lính rất khỏe mạnh. Họ thường hay ăn ốc và uống nước dừa. Vậy là một câu chuyện ngắn gọn cực kỳ. Các bạn cũng đã có thể nhớ được diện tích của nước Pháp rồi. Phương pháp tiếp theo đó chính là phương pháp lặp lại. Với phương pháp này, các bạn sẽ lặp đi lặp lại một từ, nghe đi nghe lại một từ và nói đi nói lại một từ. Thì các bạn sẽ nhớ cái từ đó luôn. Rất là đơn giản. Phương pháp tiếp theo là phương pháp hành trình. Giống như ở đầu mình đã nói, phương pháp này sẽ tập hợp những điểm neo theo thứ tự của các bạn. Nếu mà các bạn muốn tạo hành trình, có thể tạo trên bộ phận cơ thể của chúng ta hoặc là tạo ở những thứ xung quanh nhà của chúng ta cũng được. Phương pháp tiếp theo đó chính là phương pháp đọc to. Với phương pháp này, các bạn khi mà các bạn muốn ghi nhớ một từ vựng, chúng ta sẽ đọc thật là to cái từ đó lên. Các bạn đọc càng to thì sẽ càng dễ nhớ và sẽ kích thích thính giác quan của chúng ta. Phương pháp tiếp theo đó chính là phương pháp ảo viết. Các bạn hãy tưởng tượng tay của chúng ta là một cây bút, sau đó nhắm mắt lại và viết cái chữ lên. Vừa viết các bạn sẽ vừa đọc cái âm đó thật là to lên. Phương pháp tiếp theo đó chính là phương pháp phản ứng nhanh. Ở đây mình có một ví dụ. Ví dụ như đây là một tờ flash card. Mặt trước sẽ là câu hỏi và mặt sau sẽ là đáp án. Các bạn sẽ rủ anh chị nè, hoặc là rủ bạn bè của chúng ta, rủ ba mẹ của chúng ta chơi để mà chúng ta có thể phản ứng được cái đáp án nó nhanh hơn nha. Phương pháp tiếp theo đó là phương pháp gom nhóm. Phương pháp này sẽ được thường hay sử dụng để ghi nhớ các quốc kỳ hơn. Và các bạn sẽ sắp xếp những cái nhóm lại với nhau, một nhóm là có điểm gì giống nhau và một nhóm là khác nhau. Tiếp theo là một phương pháp mà mình nghĩ là rất là nhiều bạn cũng đã sử dụng rồi. Đó chính là phương pháp sketch note. Phương pháp này sẽ bao gồm hình ảnh, bố cục và chữ viết. Phương pháp này thì các bạn sẽ ghi chép sáng tạo hơn để giúp bộ não chúng ta sẽ cảm thấy thích thú hơn. Và phương pháp cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là phương pháp mind map. Phương pháp này các bạn sẽ để giấy nằm ngang từ A4 đến A3. Và mind map sẽ có 5 luật: nhánh, từ, màu, bố cục và hình ảnh. Và video của mình ở đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các bạn.